Vâng, xin trân trọng chào quý vị đến với kênh YouTube Go Go Around TV Huế Việt Nam ngày nay. Kính thưa quý vị, đây là đường Điện Biên Phủ đây. Cái góc này có cây xanh, quý vị thấy đẹp không? Đi lên như thế này là đưa lên Đàng Nam Giao mọi người ạ. Còn về hướng này, đây chúng ta thấy phía trước có cái đường ray này, đường sắt chạy ngang này, chạy qua phía bên tay trái là tới ga rồi đây mọi người ạ. Còn đằng xa xa kia là cái cây cầu Nam Giao. Và ngay tại vị trí vị này này, đây quý vị thấy có cái đường Điện Biên Phủ đúng không? Rồi biển báo đường Bảo Quốc đây nữa mọi người. Đây, tất nhiên đây là ngã ba. Từ cái chỗ này chúng ta đi vào là đường Bảo Quốc, và đi vào phía xa kia nữa thì chúng ta sẽ vào một cái quán mà có lẽ là mọi người biết rồi, đó là quán cháo lòng lịch đời. Hôm nay chúng ta về thưởng thức cái cháo lòng lịch đời như thế nào mọi người nha. Ngay cái chỗ này mọi người sẽ đi vào cái chỗ này là đi vào cái chùa Bảo Quốc đó mọi người này. Rồi bây giờ mời mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh. Let's go. Quang cảnh buổi sáng trên đường Bảo Quốc này mọi người ạ. Đi vào tí nữa phía bên tay phải của chúng ta là ga Huế đó mọi người nhớ không? Ở đây có cái công ty cổ phần đường sắt. Công ty 879. Ngay cái chỗ này có công ty tín hiệu đường sắt Đà Nẵng mọi người này, hạt thông tin tín hiệu Thừa Thiên Huế 42 Bảo Quốc. Bên kia là nhà ga rồi mọi người. Ở đây chúng ta thấy cái sân ga phía sau này, thường là nơi check hàng các thứ là ở đây, check hàng lên tàu đấy. Đối diện bên kia chúng ta thấy hồng hồng tím tím, đó là nhà ga đấy mọi người. Chúng ta đi lên cái đường này mọi người này là lịch đời, đi lên đường lịch đời. Ngay cái góc này thì thầy bắt đầu thấy đông người rồi đúng không? Chúng ta thấy bắt đầu đông người lên rồi, và thậm chí rất là đông nữa cơ. Đây, nhiều người đang ngồi đây. Đây, có mấy người quen đây rồi. Chào. Quý vị thấy đông chưa? Rồi đây có người quen nữa. Rồi bên đây quý vị này, đây cái quán trong kia này, thấy cái tủ nơi làm cháo lòng. Nghe tiếng cháo lòng lịch đời nổi tiếng lâu rồi, mà hôm nay mới về thử đấy quý vị nhé. Bình đi ăn lần đầu luôn đây. Qua đây để quý vị nhìn rõ cái góc này tí này. Đây mọi người thấy phía trong sân này cũng có bàn nữa. Và cái chỗ làm cháo ở đây, chúng ta thấy cái rổ rau hành rất là rõ này. Ở trong này cũng có người đó ngồi ăn nữa mọi người này. Đấy, chào
Cái quán này tận dụng cái mọi không gian, mọi chỗ trống để bán. Đây cái nơi làm chảo lòng đấy mọi người này đấy, rất là nhiều cái rạ lòng ha. Đấy. Rồi lâu rồi vẫn thầy cọ nơi. Có phim nữa em. Dạ. Đi ơi, phải phim cho họ biết tới họ ăn gì rồi. Đây là đường ngang đi là bán ngà rồi. Bây giờ mọi người ngồi nơi chỗ bàn của bên này và ngắm cái quán cảnh xung quanh tí này. Đây, đây cái tổ của bên gọi ra rồi đây. Một tô này bà trị giá bao nhiêu rồi em? Hỏi giá thế. Đức Cương ngồi xuống ăn đi con. Mọi người ngắm quán cảnh đây tí nhé. Quay vòng để chúng ta về thăm cái chỗ này. Để mọi người thấy trên bàn như vậy là có 4 thành viên thì đã sau một thời gian chờ đợi khá lâu đấy mọi người ạ. Tầm cũng phải 15 phút hơn rồi mới được 4 tô như thế này. Mọi người thấy đông quá đúng không? Một tô như thế này là 20.000 đấy mọi người ạ. 20k gần 1 đô ha. Đô bây giờ khoảng 23.000. Chủ quán bán bằng quá tất bật, bình không phỏng vấn không hỏi được, mọi người thông cảm. Lần sau nếu mà thấy rảnh hơn thì bao họ chủ quán có bí quyết gì không? Các bạn hồi tức là từ lúc nào? Tức là cái thời điểm bắt đầu bạn ngay khi là khởi nghiệp cũng như là thời gian bạn trong ngày á. Nhưng mà hiện nay thì theo bên biệt quán này chỉ bán vào buổi sáng mọi người ạ. Thay như tô này khó nào nè mọi người này. Đây tô của mày quay khó nào. Tô con cũng có hả? Con chó mẹ. À được. Con chó mẹ à? Chắc con Thảo hả? Nè mọi người nè, bây giờ tím này. Ăn miếng tím đi. Rồi xin chào mọi người buổi sáng. Má chưa nói nhưng mà không thấy mặt. Bây giờ mọi người chúng ta cùng ăn nha. Cái này là cái dôi này. Đây. Buổi sáng ăn cháo lòng là đạp nhiều cái năng lượng. Rồi thì chủ quán chiến cùng thả giòn ở cái lòng bên ngoài, còn cái dôi bên trong nó mềm dẻo dễ ăn. Tiếp theo ta thấy cái dôi khảo này. Đây, mọi người khảo sát xem này. Ăn luôn. Béo mọi người ạ. Cây dôi nó khá béo. Tiếp tục và ăn cái khác đi mọi người nha. Cái tím này. Đấy, này nó tím chứ. Tím. Nước. Cái nước thì rất là nhiều, thì có vẻ là nhiều gia vị. Nó mặn mà. Đây mọi người thấy cái tô cháo lòng này. Đấy, có nhiều lòng không? Bởi lên thêm cái này nha. Thấy ok không mọi người? Tiếp. Bỏ tô đặc biệt luôn hả? Đây có tô đặc biệt nữa. Bên đang ăn miếng vừa rồi thấy đúng là chủ quán chọn cái lông heo khá chuẩn. Lông thì mềm béo
Mọi người thấy tôi cháu lòng mà lòng nó nhiều hơn là cơm, cơm ít. Ở đây là cái bao tử này. À, rồi là cái là cặc hay là thần này. Ừ, đây có tô đặc biệt, tô đặc biệt bao nhiêu tiền không? 30 hả? Đây có cái loại tô đặc biệt 30.000 rồi mọi người ạ. Tô đặc biệt là đắt. Nhiều hơn hả? Tức là cái lượng nên nó nhiều hơn mọi người ạ. Còn cái chất có lẽ là như nhau. Buổi sáng mà ăn cháo lòng như thế này mới có một xì nữa thì hay nè. Tiếp theo ăn cái phần lưỡi mọi người này. Lưỡi heo. Bên thầy bên mời ăn lần đầu. Nhưng mà với cái gia vị hiện tại, cháu bình suy nghĩ rằng là cái quán này đúng là nó không hổ danh là nổi tiếng và thường xuyên rất là đông khách. À, để bên phỏng vấn khán giả này tí mọi người ạ. Con đang ăn chi nữa? Chào chi. À, thầy răng ngon không? Ngon. Ngon à? Mấy điểm? 5 điểm. Ngon hơn không 5 điểm. Hồi nãy quên giới thiệu với mọi người. Tại cái quán này bên thầy có cái địa chỉ là 84 Lịch Đời. Nhưng mà bên nghĩ chắc không phải là 84 Lịch Đời mà phải là 84 Chảo Lòng Đời. Ngồi đây đợi khá lâu mọi người ạ. Muốn ăn là phải đi sớm tí. Bên đời cũng phải gần 15-20 phút mới kiếm được bốn tô cháo đây mọi người. Rồi bây giờ mời mọi người chúng ta ăn tiếp. Rồi ăn tiếp mọi người ơi. Bên thầy mọi cái chủ quán này nấu cũng không biết sao mà khá mềm. Đồng thời có giòn nữa, ví dụ như là cái bao tử vừa rồi á. Thầy giòn. Ơ quả bên bạn nó bao nhiêu không? Ờ uống cho mình nắm luôn. Được bao nhiêu nắm chưa? Ờ hơn rồi chứ, tặng về khẩu chứ luôn. Rồi được rồi. Chào. Quảng bán từ hồi giải phóng chứ mọi người ạ. Như rửa là bí quyết nghề nghiệp chắc nó lại là dày. Mọi người thấy trời Huế hôm nay cũng hơi xe lạnh. Với cái người ồm ồm như bên đi giữa đường chạy xe cần phải mặc thêm gạo ấm mọi người này. Cho dù nó không dày lắm, lúc đó chạy xe mới được lạnh. Tôi cháu lòng gần về đích với mọi người ạ. Một miếng lòng sau cùng mọi người nè. Vâng, như vậy là mình đã thưởng thức xong tô cháo lòng tại Lịch Đời 84. Mọi người nhớ cái địa chỉ, nếu ai mà có sở trường ăn lòng thì ghé ăn quán này hợp đấy mọi người ạ. Xin cảm ơn mọi người về thăm Huế cùng với mình thưởng thức cái tô cháo lòng vừa rồi. Và mọi người không quên tiết kiệm. Và mọi người không quên ủng hộ một like cho video mọi người nha. À, bấm đăng ký subscribe để nhận được các video về Huế mà bên tải lên. Xin trân trọng và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.